Ok, hello quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của em. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi trò đào chế tạo. Mai là đào, rap là chế tạo, mai rap là đào chế tạo. Rồi, nói chung thì không cần phải giới thiệu quá nhiều về cái con game này nữa. Bởi vì gọi là trong tất cả quý vị ở đây ai ai cũng biết tới cái con game dùng kho dùng này rồi. Đó, bây giờ thì quốc thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt tên cho thế giới. Và tên thế giới chúng ta sẽ đặt đó chính là... Đó, ok, đây là thế giới của em nha quý vị. Bật gian lận luôn, bởi vì đơn giản em chơi rất là ngu quý vị, cho nên thôi bật gian lận thoải mái đi quý vị. Cùng lắm thì mình bật cheat mình lấy đồ chơi thôi gì đâu đúng không? Nói chung thì quý vị cứ việc coi cái series GTA Vice City trước đây, cách đây khoảng 5 năm của em toàn chơi cheat thôi mà. Em toàn cheat không, em đâu làm gì đâu. Là vậy ta, kiếm tiền thì ít mà cheat thì nhiều. Rồi nó spawn tao ngay chỗ khỉ ho cò gái nào đây. Cái gì đâu mà sao gần cây không vậy? Đâu đi, đi xung quanh khám phá kìa, coi đồ nó cái game này nó spam em ngay chỗ chỗ khỉ ho cò gái nào em cũng không biết luôn quý vị ơi. Thật ra thì ngày hôm nay em tính quay vô mà chi đát đó quý vị, nhưng mà cái điều thì bữa nay cái level mà em định quay thì nó hơi khó quý vị à. Chơi chắc còn khoảng đâu 3-4 ngày mới gọi là phá đảo được, mà thứ hai nhà em có việc cho nên là em không có gọi là không có quay được, cho nên bây giờ em quay xe em làm cái game này nha quý vị. Rồi đào ít đá cái coi. Bữa nay thì cái game Geometry Dash thì em tính quay cái level I Spy My Little Eye quý vị, cái level này nè, đó level đó. Nhưng cái level đó thì thuộc dạng gì thì bà thì quý vị biết rồi đó ha, cho nên là em phải mất cỡ khoảng đâu 3-4 ngày hoặc có thể là 6-7 ngày mới có thể gọi là phá đảo được cái level đó. Mà như vậy thì nó hơi bị lâu đó. Và với lại thì hôm nay là thứ bảy rồi đó, ngày mai là chủ nhật, ngày mốt là thứ hai, mà thứ hai nhà em có việc đó, thứ hai nhà em có việc cho nên là thôi bắt buộc là phải quay một cái gì đó khác. Thế là em lại quay lại cái con game này quá vậy, nó quên đi quẩn lại tiếp tục là mày không. Lại tiếp tục là Minecraft. Trời ơi. Đó, ngu chưa? Đó, ngu. Cho mày búa nè. Làm sao? Ừ. Làm sao? Sao là sao? Sao là sao? Sao là sao? Sao là sao? Bây giờ làm sao? Bây giờ làm sao? Mày vô đây. Mày vô đây. Ngu. Ê, 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 ê. Rồi má ơi, nguy hiểm vậy. Ô, lại là tiếng ồn, lại là tạp âm. Trời ơi, không có ngày nào được gọi là yên tĩnh hết. Lần nào tôi quay video nó cũng vậy hết. Rồi chúng ta sẽ tiễn mấy bé gà này đi lên đường không có gì đó mà chúng ta lấy thịt chúng ta ăn nha. Mặc dù anh không muốn đâu, nhưng có điều là thôi, anh đói rồi. Anh đói thì em quyết định là phải dứt máy bay thôi. Ồ đù. Trời má cái bên luôn, giùm không hay. Đâu thử vô đây coi thử có giá gì, có gì giá trị không để tôi gọi là tôi cướp rồi. Lấy cái này luôn, đỡ mà cũng làm. Kiện rơm. Đây rồi, hai mấy ổ bánh mì. Anh trai cho em xin ít khoai tây nha anh trai. Anh trai có nhiều mà anh trai chồng chỉ cho nhiều đúng không? Ít cà rốt luôn. Đó. Em lấy về em nhân giống nha quý vị ơi. Ở trong game thì mình làm cái hành động cướp nó rất là dễ dàng, còn ngoài đời là bị truy tố hình sự nha quý vị. Luật sư Bình có nói rồi á nghe. Không, cái vụ cướp là người ta không có gọi là xem xét thử tài sản mình cướp được là bao nhiêu người ta mới xử đâu. Mà người ta chỉ xử cái hành động thôi. Miễn là quý vị có cái hành động là ăn cướp là quý vị bị truy tố hình sự à. Không cần biết là quý vị cướp cái gì. Quý vị cướp ổ bánh mì cũng vậy đó. Cho nên là bỏ đi nghe quý vị, đúng không? Ai mà có ý định đó thì bỏ đi. Thà ăn mày còn hơn ăn cướp. Câu đó suy ra một cái góc độ của đó nó cũng đúng chứ không nó sai đâu. Ê, quý vị có thấy cái mà em đang thấy không? Một con tàu đắm. Khoan đợi chút để tao đào than cái bay. Đào than cái đây rồi muốn tính gì tính. Ở đây cũng có nữa nè. Rồi tao làm cái thuyền cái coi.
Ok, làm cái thuyền tao đi ra ngoài này, đi ra ngoài kia tao lấy kho báu. Trời ơi, vậy mà cũng mất máu nữa thiệt. Ủa trên kia có nguyên cái núi tuyết trà bá lửa luôn kìa quý vị. Ủa thấy ghê không quý vị? Tưởng sao nó cho được gì ta, bốn cục cà gót, hai hũ súp với lại hai trái khoai tây độc. Nói thì đừng mua lẹo lưỡi tên ơi. Xịn xò. Đủ kim cương. Ê, chết. Rồi ngủ một cái. Ngủ đi, tính gì tính. Yeah, viên kim cương đầu tiên. Trời ơi, thật là may mắn. Ở cây gương thứ ba đâu? Đây, coi thử cây gương thứ ba chúng ta có gì. Ủa, sao mà không được? Ủa, sao mà không được? Trời, mẹ kiếp, trời ơi, má ơi hết hồn. Được hai cái mảnh chăn chiếu gì. Đi tìm kho báu luôn không có gì không? Thôi đi tìm luôn đi, chứ biết làm mẹ gì vậy. What the? Ủa sao nó, ủa sao nó không coi được ta? Ủa cái bản đồ này là cái bản đồ trống mà. Trời má, cái bản đồ trống gì. Trời ơi, nó bị lỗi ông nội ơi. Trời má, tưởng nữa nó bị cái gì, nó bị lỗi, nó bị game nó bị lỗi, nó hiển thị thành bản đồ bị kho báu bị chôn vùi ông nội ơi. Tưởng đâu tôi giới được vàng mẹ. Cái game nó bị lỗi, nó hiển thị cái tên là bản đồ kho báu bị chôn vùi, mà trong khi đó cái bản đồ nó là bản đồ trống ông nội ơi. Mẹ làm tôi bừng hụt. Thôi quay về định cư tại ngôi làng này thôi. Có ngôi làng này rồi chúng ta sẽ gọi là đỡ nhiều thứ lắm quý vị, cho nên là thôi sống ở làng đi, từ từ đi khám phá sao. Đầu tiên là em sẽ gọi là tập hợp mấy dân làng này lại quý vị. Tập hợp kiểu gì thì quý vị đã biết rồi ha, không cần giải thích nhiều. Cái video này là em đang quay trong trạng thái đó, chứ là không có chuẩn bị kịch bản gì trơn nha quý vị. Cứ mở lên là quay thi đại đó, chứ không có chuẩn bị kịch bản trước gì trơn, cho nên là quý vị thấy nhạt nhẽo đó, thì cũng thông cảm nghe cho em nha. Thật sự luôn là mấy ngày nay ha, là học hành nhiều thứ quá, cộng với việc lười nữa. Còn phải chi mà trong lúc lười suy nghĩ ra được cái gì đó cũng đỡ, còn này trong lúc lười em không suy nghĩ ra được cái gì cho quý vị. Không suy nghĩ ra được bất kỳ một cái gọi là kịch bản luôn hết. Cho nên là quý vị mà thấy em không có tấu hài thì mong quý vị thông cảm. Ồ, có mía luôn. Vậy mà không thấy. Rồi đầu tiên thì em sẽ gọi là đào cái đống đất này ra thành một cái khu mặt phẳng trước nha quý vị. Rồi ok, sau khi mà có được cho mình một cái khuôn mặt phẳng trống trải như thế này thì chúng ta sẽ bắt đầu đặt ra những cái giường ở đây nha quý vị. Rồi tiếp đó thì em sẽ gọi là tạo ra những cái hàng rào nha quý vị. Rồi ok, thiếu. Rồi ok, cái chỗ ở của dân làng nó đã xong rồi đây nha quý vị. Đó. Chỗ này thì đi dành làm gì thì quý vị đã biết rồi đó ha. À, em không cần giải thích nữa. Rồi bây giờ thì chỉ cần đợi cho mặt trời lặn xuống và tụi nó chạy vô trong này thì lúc đó coi như nhiệm vụ của em hoàn thành nha quý vị. Và em sẽ kết thúc cái video này luôn. Chơi kiểu chơi ngắn ngắn thôi quý vị, quay video kiểu ngắn ngắn thôi, không quay dài làm gì cho mất công mệt. Rồi vô đi. Vô đi mấy người anh em. Đang chờ mấy người anh em vô đó. Còn có người anh em nào nữa không? Không có người anh em nào nữa thì hai người anh em thôi cũng được nữa. Từ từ mình cho mấy này đẻ không quý vị. Thằng này mày theo tao ơi. Ê, theo tao nè.
Rồi, ok. Chơi đích sáng. Rồi, video này tới đây thôi. Đó. Và nếu như quý vị thích cái video này, hãy nhớ bấm cho em một like và một đăng ký nha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều. Rồi, đi với chết quỷ đi, anime ở đây rồi nghỉ luôn. Đây đây nè. Ồ, đây rồi. Ê, 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 quỷ này đi ra mày. Ôm. Ủa, mày thấy bên này có con đâu mày, giờ nó mất tiêu rồi. Ồ. Ê. Ê, đừng nói với tao gì, bị despawn nghe. Không vui nha mày. Rồi, sống luôn, nó mất tiêu luôn rồi, quý vị ơi. Rồi, ok, video này của em tới đây thôi nha quý vị. Hả? Mà nếu như quý vị thích thì hãy cho em xin một like và một đăng ký nha quý vị. Cảm ơn quý vị nhiều. Đó. Rồi bye bye quý vị nhiều nha. Bye bye quý vị nhiều nha.